Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhiều trường mầm non tại huyện Ân Thi làm tốt công tác xã hội hóa, tạo nguồn kinh phí lắp điều hòa tại các phòng lớp học. Năm 2015, toàn huyện mới có duy nhất một trường mầm non lắp điều hòa chống nóng cho trẻ. Đến nay đã có 16 trên 22 trường sử dụng điều hòa tại các phòng học với tổng số 155 máy. Được biết, toàn bộ kinh phí được lấy từ nguồn xã hội hóa. Điển hình như trường mầm non xã Hồng Vân chỉ trong vòng một tuần đã vận động các mạnh thường quân và phụ huynh lên tới 135 triệu đồng để lắp đặt điều hòa. Do làm tốt công tác tuyên truyền, minh bạch công khai tài chính nên người dân trong xã nhiệt tình ủng hộ. Điều đáng quý, nhiều người trong số đó không có con em đang theo học tại nhà trường nhưng cũng tham gia quyên góp. Ngoài ra, tại các trường mầm non Vân Du, Hạ Lễ, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, Tân Phúc, mỗi trường cũng đã huy động từ công tác xã hội hóa được trên 100 triệu đồng để lắp điều hòa, đảm bảo sức khỏe cho trẻ.